Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình. Chủ đề của video ngày hôm nay chúng ta sẽ là những sự thật thú vị về Genshin Impact và nếu các nhân vật trong Genshin Impact có nhà thì nó sẽ trông như thế nào. Trước tiên thì mình xin phép mượn nội dung bài viết của hai bạn Đặng Quốc Bảo và Nguyễn Trần Nhất Anh ở trên cộng đồng Genshin Impact Việt Nam nhé. Hai bài nội dung này rất là hay. Những sự thật thú vị về Genshin Impact. Tên thật của Fischl là Emmy. Dù bất kính với thần, nhưng Kè Trinh vẫn có bức tượng đế quân ở trong phòng của mình. Tên thật của Tatalia là Azak. Mẹ của Klee là Ali, người viết ra cuốn hướng dẫn du ngoạn Tây Vát. Bạn thân của Trong Jun là Sinh Chiêu, và Trong Jun luôn là nạn nhân trong các trò đùa của Sinh Chiêu. Xiao không biết tên thật của Venti, người đã giúp mình kiềm chế ma tính hồi năm xưa, cho đến khi gặp nhà lữ hành. Nôm na là nhờ nhà lữ hành thì Xiao mới biết tên của Venti. Xin gian sợ ếch. Ta có thể thấy rõ điều này ở animation của cô. Scroll không thích cái tai của mình. Barbara và Jean là hai chị em. Bố của Diana là Drap. Vợ ông thường hay than phiền vì con gái mình rất ghét rượu, dù là một người pha chế giỏi nhất Mondstadt. Tính cách của Diluc từng khá sôi nổi và vui vẻ, cho đến khi bố anh ấy qua đời. Lúc mà Phong Ma Long quậy tung Mondstadt thì Keiza và Jean đã lập ra một đống công việc để giữ chân Noel, vì sợ cô đi theo sẽ chặt đầu luôn con rồng Phong Ma Long. Cái này thì chỉ là rút for fun thôi nhá. Venti rất thích chọc ghẹo Zhongli. Đúng là hai ông bạn già mà. Zhongli rất ghét hải sản. Klee là người giúp Ember làm ra bá tước thỏ. Tatalia dù là người ham chiến đấu, nhưng đồng thời cũng là người rất tình cảm khi thường xuyên viết thư và gửi quà về cho các đứa em ở quê nhà. Ta cũng có thể thấy được anh ấy cưng chiều em trai như thế nào trong chuỗi nhiệm vụ của anh ấy. Ninh Quang là người giàu có nhất ở Tây Vát. Khi còn nhỏ, Fischl không có bạn. Ninh Quang từng cố bán cả Vision của mình, còn Kè Trinh thì đốt Vision của mình 3 ngày 3 đêm. Đảo Cô Vân Các được hình thành từ những ngọn giáo của Zhongli trong trận chiến ma thần năm xưa. Diana rất ghét Diluc. Genju rất yêu chó. Cô thậm chí còn đặt tên cho tụi nó mặc dù cô hay quên tên của chúng. Theo lời Xiao kể, Genju không phải là tiên thú hay người phàm. Cô đứng giữa ranh giới của tiên và người. Hu Tao từng nhiều lần muốn bắt cóc và cố chôn Chi Chi, nhưng Bai Du kịp ngăn cản. Hu Tao ghét Bai Du và thường xin lỗi vì đã không chôn Chi Chi kịp. Những người ở nhà trọ vòng thư rất yêu quý Xiao. Điều này được thể hiện khi nhà lữ hành và mọi người bày ra Tết Hải Đăng nhỏ ở vòng thư cho Xiao, vì anh không thích nơi đông người. Kè Trinh và Ember là hai người dán giấy tìm người thân giúp nhà lữ hành. Zhongli là người già nhất trong 7 vị thần hiện tại. Khinh Sách Trang giống như một cái viện dưỡng lão vậy, vì ở đó toàn người già và trẻ em. 9 trụ cứu thế do Zhongli dựng lên ở dốc Phỉ Thúy tượng trưng cho 9 điều xấu xa của người phàm: tham lam, hoài niệm, thị phi, ghen tị, giận dữ, thèm khát, tự làm nặng mình, cạnh tranh, rối loạn. Tiếp theo là nếu những nhân vật trong Genshin Impact có nhà thì nó trông sẽ như thế nào. Đầu tiên là Diluc, bản thân là thiếu gia của ngành rượu, giàu nhất Mondstadt, đương nhiên nhà của anh trông chẳng khác gì một cung điện. Tiếp đến là Razor, tuổi thơ sống cùng bầy sói, sống trong môi trường hoang dã. Và đương nhiên nhà của cậu nếu có ngoài đời thực trông cũng chẳng khác gì nhà của người rừng. Còn nhà của Klee, nhắc đến Klee là người ta liên tưởng ngay đến cháy. Không biết nếu Klee có nhà ngoài thực, liệu ngôi nhà có trụ được 3 ngày không nữa. Tiếp đến là ngôi nhà của Mona. Dù hiện nay cô đã thuê được phòng trọ ở Mondstadt, nhưng nhắc đến Mona người ta liên tưởng ngay đến việc hết tiền với cái bụng trống không. Nhà của Mona không khác gì dành cho người vô gia cư. Tiếp đến là nhà của Abedo, là nhà giả kim với những nghiên cứu khoa học của mình. Nhà của Abedo như một mớ hỗn độn mà anh ấy chế tạo ra vậy. Tiếp đến là nhà của Xiao, có lẽ đã bị trường khí ám từ rất lâu rồi, nên ngôi nhà của Xiao cũng ngập đầy u tối. Còn đây là nhà của Keiza, với chức vụ đội trưởng đội cầu đường mang Vision hệ băng. Nhà Keiza chẳng khác gì nhà trong Frozen, nữ hoàng băng giá vậy. Cuối cùng là nhà của Tatalia, Chiều. Nếu Mondstadt có thiếu gia Diluc giàu có, thì Linh Duê có Tatalia. Đơn giản là nhà anh chả có gì ngoài tiền.
Nhà của Tatalia có khi còn lớn hơn cả nhà của Diluc. Ok, vừa rồi là những cái nội dung hấp dẫn mà mình chia sẻ lại của hai bạn Quốc Bảo và Nhất Anh. Mọi người cảm nhận như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!